tất tần tật về vaccine viêm gan B mà các bạn cần phải biết. Một là tại sao nên tiêm vaccine viêm gan B. Thì cứ 10 người sẽ có 3 người bị nhiễm virus viêm gan B gây viêm và hoại tử gan với tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Đặc biệt ở Việt Nam thì tỷ lệ mang virus viêm gan B ở phụ nữ có thai là từ 10 đến 16% và nó rất dễ lây từ mẹ sang con trong quá trình chuyển dạ. Hiện chưa có thuốc đặc trị viêm gan B. Cách phòng bệnh hữu hiệu nhất đến nay chính là tiêm vaccine viêm gan B. Hai là lưu ý trước khi tiêm. Ở người lớn thì bạn sẽ được làm 2 xét nghiệm trước khi tiêm để kiểm tra xem bạn đã bị nhiễm virus viêm gan B hay chưa và cơ thể bạn đã có đủ kháng thể viêm gan B hay chưa. Nếu cả hai là chưa thì bạn mới cần được tiêm nhé. Còn ở trẻ em thì theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và chỉ đạo của Bộ Y tế Việt Nam thì vaccine phòng viêm gan B cần được tiêm cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. 3 mũi tiếp theo thì sẽ được tiêm khi bé đủ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và tiêm một mũi nhắc lại khi bé đủ 18 tháng. Đặc biệt, nếu mẹ bị nhiễm virus viêm gan B thì bé cần được tiêm thêm một mũi huyết thanh kháng viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Và thứ ba là vaccine viêm gan B thì có bảo vệ chúng ta suốt đời hay không? Thì lượng kháng thể do vaccine viêm gan B tạo ra sẽ giảm dần theo thời gian. Thông thường là sau từ 5 năm đến 10 năm thì bạn cần phải làm một cái xét nghiệm lại cái lượng kháng thể xem là bạn có cần phải tiêm một mũi nhắc lại hay không nhé.